Trở lại một báo cáo chấn động về sự kiện vụ án của Hunter Biden. Ít nhất 7 công tố viên Delaware đã quyên góp cho đảng Dân Chủ trong cuộc điều tra của Hunter Biden. Ít nhất 7 công tố viên tại văn phòng luật sư của Hoa Kỳ Delaware được cho đóng góp cho đảng Dân Chủ trong cuộc điều tra của Hunter Biden, làm dấy lên cái lo ngại quan hệ đảng phái và đối xử ưu đãi. Các công tố viên đặc biệt David White bị xem xét kỹ lưỡng, người giữ chức vụ công tố viên Hoa Kỳ đã đồng ý một thỏa thuận ngọt ngào, ưu ái đối với Hunter Biden sau 5 năm điều tra. Một số nhà phân tích của Washington Examiner đã phát hiện ra rằng ít nhất 7 công tố viên trong văn phòng của ông White đã quyên góp cho đảng Dân Chủ. Không một công tố viên nào quyên góp cho đảng Cộng Hòa, phân tích cái tiết lộ cho hay. Các khoản quyên góp là đảng phái khiến đến nhiều người trong văn phòng luật sư của Delaware dường như có mối quan hệ sâu sắc với ông Biden. Tờ báo Washington Post, một tờ báo cánh tả, đã cho rằng ông White đã dành nhiều năm làm việc với hai người anh quá cố của Hunter. Đó là ông Biden, lúc là tổng trưởng lý của Delaware. Với tư cách là một công tố viên liên bang hàng đầu tại Wilmington, ông White đã hợp tác với người tương đương của địa phương. Đó là ông Biden, người được bầu làm tổng trưởng lý Delaware vào 2006. Ông David White và Biden đã tiến hành cuộc điều tra chung và xác định cái văn phòng nào có thẩm quyền trong những vụ việc khác nhau. Ngoài ra, cựu cố vấn phó tổng thống ông Biden lúc đó là Alexander, từng là trợ lý luật sư của Hoa Kỳ Delaware cùng với trợ lý Len Lewis, cũng là những người điều tra trong vụ án của Hunter Biden, cũng ảnh hưởng chính trị đến điều tra và gần như cũng là thành viên ủng hộ cho chính quyền của ông Biden. Trong nhiệm kỳ tại văn phòng luật sư của mình, ông Barker và Hunter Biden đã liên lạc với nhau và họ đã gửi những tin nhắn cho nhau, email cho nhau và hoàn toàn rất thân thiết với nhau. Daniel Logan, công tố viên tại văn phòng của ông White đến 2023, cũng thân thiết với gia đình của ông Biden trước khi ông làm tại văn phòng luật sư Delaware, tờ báo Washington Examiner đưa tin. Logan đã làm việc với Biden khi ông qua đời vào 2015 tại Maryland. Mối quan hệ giữa Logan và gia đình của Biden gồm những công việc như viết email cho Hunter Biden để cảm ơn những nguyên nghiên gốc mà con trai của tổng thống đã đứng tên của ông ta. Logan đã viết: "Tôi không thể bắt đầu nói cho bạn biết Julia và tôi biết ơn như thế nào về thời gian của bạn, gia đình của bạn đã giúp đỡ cho tôi. Bạn là những người bạn tốt và đánh giá cao về điều này." Trong khi đó, trợ lý luật sư của Hoa Kỳ Leslie Wood là một cá nhân khác trong cuộc điều tra của Hunter Biden, một công tố viên của Sở Thuế, cho rằng là ông Wood đã từ chối cho phép các nhà điều tra gọi ông Biden là ông lớn trong cái email. Và đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy cả một cuộc điều tra sẽ là phủ bên phủ và quyền bên quyền. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.